Quá nhanh. Nó nói nữa nè. Như vậy chi chuột nó dễ dẫn chuột nó đặt con nó dễ vừa màu. Cái cây này sâu không à nhưng ba né nó nha, quá sâu luôn, sâu đen không à, nhóc nữa ném đi chạy ném gì chứ. Rồi, cái này chụp lớp. Mini. Gặp nó hạ quá là nó vụt nữa đó. Gặp nó cứng. Chú không, nó không tuột xuống. Rồi vậy đó, đừng có hạ nữa. Thay gài thưa thưa cái không? Ngớt nhanh thiệt chứ. Nó lên ruộng nè. Vô vô nãy con vô đó là ớt. Bỏ vô để cắn ché ché nữa nè. Bự nhỏ ha. Trời ơi, con chuột, chuột. Chuột, chuột. Vô hang luôn hay vậy? Vô hang này. Rồi cái này sập nè. Lứa, ô chạy chuột bự. Dính lứa nhỏ. Rượt hết nó mệt ạ. Chứ hồi sáng nè. Dưới đây mà phóng rồi bà sáng nè. Có người đi trên đó. Xíu nữa xảy nè. Người đi trên, người đi dưới, ngủ nè. Đường này chích ếch nhóc nè. Nó vô không định nữa. Chắc lớn rồi. Gà lúc mãi nó có. Đây, gà thưa lắm. Chỗ lên nó kêu đó. Hết. Hết, chỗ lên nó kêu rồi. Nó, kêu đó. Kêu người ta trước đường nước rồi.
rồi sạp dính nè, ngồi cho họ đây nè, trong bóng đèn. Bự không? Lứa hả? Ừ, lứa trọng mà. Cái này dày chất lớp nè. Tọt chà bá luôn, hai con chập ra. Con gì? Con tọt. Bá lửa không bù tọt. Nãy thấy nó hả? Con hả? Không có, con ếch nó kêu khác nữa mà. Ếch nó kêu lặn với đường nước này rồi. Rồi dính lứa luôn. Hết nó hợp với đường nước rồi nè. Thấy lửa không ba? Rồi nó phóng trồn trồn trước rồi, hết á. Nghe phóng đi bờ rồi. Rồi nó giờ nó cắn hết rồi hả? Cắn kêu ché ché đó. Có chích chích thì cặp mé này có ít quay miệng là đắng rồi. Rồi, yên gu. Sập không biết chín không á. Quá nhanh. Nó chạy nhanh quá. Chạy nhanh. Quá trời nhanh luôn mờ. Kêu ạch ạch nãy giờ nè. Dính không? Ôi nó chạy quá nhanh luôn mà. Sao chụp được nữa? Đó, nó nhanh thiệt chứ. Nhá. Thôi bỏ đi. Vô cắn bùa tọt é. Đó đó chụp hai tay dính á. Con tay làm lợi nó. Quay lại đây, đắng á. À. Quay lại đắng nha. Đợi đi. Rồi dính nữa nè. Rồi chuồn một xíu. Trong hang chui ra. Đó rồi con chuột ngoài lứa cái đó đó. Cái đó cỡ lứa này nè. Nó chạy hả? Nó đằng cái gọng đó nó chạy tới. Đó, nó chậm chậm rồi tới số nó rồi. Quá nhanh luôn mà. Này có lợp ếch đặt một cái ha. Đưa nhóc.
đâu đâu, ba lại ba đậu không ba, nó còn trong cái lá đó đó hả, ở trên ở ngay đống đèn con nè, gọi lên ngay đây nè, xích lên lây lên luôn, lên luôn ơi, ừ sọt sọt tới luôn. Ủa tiêu ta mới lên tới đó mà đâu có thấy lên, nhảy lên đâu kỳ vậy. Trời ơi, vô ngăn mối bỏ vô luôn. Rồi cái xe này sảy mẹ rồi, rồi sập nó còn hở cái miệng, đập xuống cái cây để luôn, cái đó dính nhân mối bỏ vô luôn. Nhân mối đó dính chiều á, chiều chạy ghẹt 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 ghẹt. Không chịu xuống hả? Xuống bị chuột cắn sao? Đập xuống kẹt cây mà. Rồi dính gắn mối nữa rồi. Rồi mấy gắn mối sớm thiệt chứ. Hai em rồi. Nó vô đó thì nó toan ra đó. Bỏ đó là sáng cắn rụng đuôi chưa, nát về bắt ra. Dạ. Nhà đó dính ngắn mối á. Cái này có không đây? Lớp quá. Ôi chứ, ôi dính con nhái. Hầu vô bắt mày luôn. Dạ. Nhái ăn bù tọt. Nay vô gì đâu không à? Ớt. Bù tọt. Nhái mối. Nhái. Mấy con nhái là gà tiêu. Nó kêu trước kìa, dưới được nước rồi vậy. Quay ra đây. Quay đẳng. Cái chất lớp luôn. Kêu ợt ợt đây không kêu à. Trốn dưới đường nước này rồi. Có không ạ? Rồi sập chứ. Đâu có chuột bự chạy trên. Nó dính lưới nhỏ xíu chút. Lên bờ, ba lên bờ luôn. Con bò. Một xíu không?
Bé tí luôn á, mới nở. Thì mới ra bắt nó rồi. Ôi, ê, ôi con gắn chung với con Lương nè. Hả? Nó ăn luôn. Chắc. Trời ơi, chủ chạy ra, kìa, coi luôn. Đi luôn rồi, vô góc đó luôn rồi. Vô đó rồi đó. Gặp đó hả, con vợ ra đây à. Rớt luôn, nãy giờ không ra, mới động.